Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, dù được đánh giá là trận động đất mạnh nhất trong vòng 25 năm qua, tuy nhiên sau thảm họa hơn 7 độ đức tê này, nhiều tòa nhà chỉ bị nghiêng chứ không đổ sập, do vậy thiệt hại cũng được giảm nhiều. Điều này có được chính là nhờ sự chủ động ứng phó, rút kinh nghiệm từ lịch sử của chính quyền và người dân Đài Loan. Đài Loan ngày 3 tháng 4 hứng chịu trận động đất mạnh nhất trong 25 năm, ít nhất 9 người thiệt mạng, Hàng trăm người bị thương trong bối cảnh nhà cửa và đường cao tốc thiệt hại nặng nề. Trận động đất mạnh 7,2 độ khiến nhiều tòa cao ốc ở thành phố Hoa Liên hư hại, song chỉ gây tổn thất không đáng kể ở thành phố Đài Bắc dù tác động của nó được cảm nhận mạnh mẽ tại đây. Động đất diễn ra vào giờ cao điểm buổi sáng nhưng chỉ khiến lịch trình của người dân Đài Bắc bị xáo trộn nhẹ. Chỉ sau vài phút, phụ huynh lại có thể đưa con đến trường trong khi người lao động lái xe đến công ty. Chuyên gia Stephen Gao của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Missouri Mỹ khẳng định, Đài Loan có khả năng ứng phó động đất hàng đầu thế giới. Hòn đảo này có quy định nghiêm ngặt về xây dựng, một mạng lưới phòng chống địa chấn đẳng cấp thế giới và thường xuyên triển khai chiến dịch giáo dục cộng đồng quy mô lớn về an toàn động đất. Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương và thường xuyên hứng chịu động đất, Đài Loan đã chuẩn bị kỹ càng để ứng phó với loại thiên tai này. Giới chuyên gia cho biết, Đài Loan không hiếm các trận động đất mạnh, nhưng thiệt hại xảy ra với 23 triệu cư dân của hòn đảo này được hạn chế tương đối nhờ sự chuẩn bị tốt. Theo đánh giá, mức độ thiệt hại tương đối thấp này trái ngược với thiệt hại do những trận động đất mạnh ở nhiều khu vực khác. Năm 2011, một trận động đất xảy ra ở Christchurch, ở New Zealand, khiến 165 người thiệt mạng. Động đất ở Nepal năm 2015 đã lấy mạng gần 10.000 người. Thảm họa động đất ở Pakistan năm 2005 gần 90.000 người thiệt mạng. Và trận động đất năm 2010 tấn công đảo Hispaniola đã khiến 300.000 người Haiti tử vong. Nhà địa chấn học Stephen Gao, giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Missouri cho biết, sự chuẩn bị ứng phó với động đất của Đài Loan thuộc loại tiên tiến nhất thế giới. Hòn đảo đã thực thi các quy định xây dựng nghiêm ngặt, triển khai mạng lưới địa chấn tân tiến và tiến hành các chiến dịch giáo dục cộng đồng rộng rãi về an toàn trong động đất. Hình ảnh và video cho thấy các tòa nhà nghiêng ngả ở Hoa Liên phía đông Đài Loan. Các công trình ngả ra đường phố, xung quanh là một ít gạch đá đổ nát nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn, trong khi cần cầu và nhân viên cứu hộ đi lại xung quanh. Một số trường hợp, điều hoa vẫn gắn trên cửa sổ và nhiều cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn. Trường hợp này có thể là sụp đổ tầng mềm, theo Chris Rowe, chuyên gia về địa chất động đất tại Đại học McGill, Canada. Đây là một trong những dạng hư hại công trình phổ biến nhất trong các trận động đất và thường gây ra tổn thất toàn bộ công trình, Rowe chia sẻ với tờ National Post. Đài Loan hạn chế thiết kế tầng mềm sau thảm họa động đất năm 1999, nhưng đây có lẽ là những tòa nhà cũ không có các tầng dưới được gia cố. Tuy nhiên, do phần còn lại của cấu trúc tòa nhà đủ cứng cáp, kể cả khi xảy ra sụp đổ tầng mềm, khung nhà vẫn còn nguyên vẹn. Một công trình khung thép dù tầng trệt sụp đổ vẫn có thể đủ vững chắc để gần như thẳng đứng, trong khi đó tòa nhà làm bằng gạch hoặc đá sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Có ba yếu tố quyết định mức độ thiệt hại của một trận động đất: đầu tiên là cường độ địa chấn, mức năng lượng mà trận động đất giải phóng. Trận động đất ở Haiti năm 2010 có cường độ 7,0, trong khi động đất ở Đài Loan hôm 3 tháng 4 là 7,4 độ và động đất ở Nepal là 7,8 độ. Thứ hai là địa chất ảnh hưởng từ vị trí đến mức độ thiệt hại cũng nhiều tương đương, thậm chí nhiều hơn. Ví dụ nếu được xây dựng trên nền đá cứng chắc, thành phố sẽ ít thiệt hại hơn khi động đất. Các sóng địa chấn khi đi qua mặt đất sau một trận động đất sẽ có biên độ nhỏ hơn trong nền đá so với trong đất ngập nước, đồng nghĩa sự rung truyền tác động lên một tòa nhà trên bề mặt sẽ nhẹ hơn. Thứ ba là cách xây dựng. Các tòa nhà hiện đại tân tiến có nhiều khả năng đứng vững hơn khi xảy ra động đất, chúng có thể uốn cong linh hoạt nhưng ít có khả năng ngã đổ. Nhiều nước đặt ra quy chuẩn xây dựng để đảm bảo các tòa nhà mới có thể chống động đất, nhưng rất nhiều tòa nhà đã cũ và chưa được gia cố hay cải tiến. Đài Loan vốn nằm trong khu vực dễ xảy ra động đất và từ năm 1974, hòn đảo này đã đưa ra các quy định về chống động đất vào quy chuẩn xây dựng. Những quy định này cũng được cập nhật và củng cố nhiều lần kể từ đó. Những quy định khác tồn tại từ trước năm 1974. Đài Loan đã có tiêu chuẩn xây dựng rất cao trong suốt một thời gian rất dài, dù động đất gây thiệt hại cho Đài Loan trong quá khứ. Mức độ đó vẫn chưa là gì so với thiệt hại mà các nước khác sẽ hứng chịu trong cùng một trận động đất. Đài Loan từng phát động chương trình kiểm tra và cải thiện khả năng chống động đất cho công trình xây dựng trên toàn đảo, với gói ngân sách 735 triệu USD trong 6 năm, giai đoạn 1 ưu tiên kiểm tra các tòa nhà trên 9 tầng và giai đoạn 2 là những tòa nhà từ 6 đến 9 tầng. Chính quyền trung ương yêu cầu đánh giá lại hơn 34.000 tòa nhà trên toàn hòn đảo và lần đầu tiên buộc giới chủ bất động sản phải cam kết an toàn động đất. Trước đó, cơ quan quản lý xây dựng chỉ phát khuyến nghị trùng tu cho chủ sở hữu các tòa nhà thuộc diện rủi ro. Chủ các tòa nhà cũng chủ động kiểm tra và sửa chữa nếu không muốn tài sản rớt giá nặng nề vì bị gán mắc ít khả năng chống trọi động đất. Các công trình được xây dựng trước năm 1970 được xếp vào diện rủi ro sụp đổ cao nhất. Tiếp đó là những tòa nhà được xây trong giai đoạn từ 1970 đến 1999. Chủ nhà được hưởng trợ cấp để chi trả phí kiểm tra khả năng chống chọi động đất. Cơ quan nội vụ của hòn đảo khẳng định 99% công trình công cộng đã đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. Giới chức Đài Loan khuyến nghị tòa nhà mới xây dựng phải sử dụng thiết kế sàn thép thay vì chỉ có trụ bê tông cốt thép và phụ thuộc nhiều vào kết cấu nền đất. Họ cũng yêu cầu đơn vị xây dựng và thiết kế quan tâm nhiều hơn đến độ an toàn của các tầng thấp trong tòa nhà và giảm rủi ro sập dây chuyền khi các tầng thấp bị hư hại. Tháng 10 năm 2022, Cơ quan Nội vụ Đài Loan tiếp tục điều chỉnh, quy định và hướng dẫn thiết kế xây dựng chống trọi động đất trên toàn đảo. Họ đẩy mạnh kiểm tra các công trình có dấu hiệu cơi nới hoặc xây thêm các tạm sai thiết kế ban đầu, với những tòa nhà thuộc diện rủi ro động đất và đang chờ quy hoạch trùng tu hoặc phá rỡ, chủ sở hữu buộc phải xây thêm cấu trúc chịu lực để tăng tính an toàn. Chương trình kiểm tra an toàn được duy trì với tất cả các trường học và ký túc xá, mở rộng đến tòa nhà khách sạn, chợ và công trình công cộng. Mọi người dân được khuyến khích trình báo chính quyền nếu có cơ sở để lo ngại về độ an toàn của tòa nhà. Quy định vào năm 2022 cũng buộc mọi tòa nhà nằm gần các đường đất gãy địa chất phải được gia cố, tăng khả năng chống trọi động đất 20-30% so với bình diện chung. Cơ quan nội vụ Đài Loan ước tính khuyến nghị này sẽ khiến cho các chủ tòa nhà trung bình tốn thêm 5% chi phí xây dựng. Ngoài ra, Đài Loan còn phát triển hệ thống cảnh báo động đất tiên tiến và người dân có văn hóa hiểu biết về động đất đáng kinh ngạc. Họ biết phải làm gì, họ biết cách giúp đỡ lẫn nhau, mọi người đều được chuẩn bị, từ những việc cần làm ở nhà cho đến ở trường, thành phố, trong cơ sở hạ tầng quy mô lớn, tất cả đều được phối hợp khá chặt chẽ. Đài Loan nằm dọc theo vành đai lửa Thái Bình Dương, đường đất gãy địa chấn bao quanh Thái Bình Dương, nơi xảy ra đa số các trận động đất trên thế giới. Khu vực này đặc biệt dễ xảy ra rung chấn do sức căng tích tụ từ sự tương tác giữa hai mảng kiến tạo, mảng Philippines và mảng Á-Âu, có thể dẫn đến sự giải phóng đột ngột dưới dạng động đất. Đứt gãy trong trận động đất Đài Loan là đứt gãy nghịch, nghĩa là một bên của đứt gãy di chuyển chèn lên bên kia. Dưới đại dương, nước bị xây dịch mạnh, có thể gây ra sóng thần. Cảnh quan nhiều núi của Đài Loan có thể làm tăng sự dung chuyển đất, dẫn đến lở đất. Một số vụ lở đất xảy ra gần đây ở bờ biển phía đông Đài Loan, gần tâm trấn của trận động đất hôm 3 tháng 4, gần phía đông huyện Hoa Liên. Đất đá rơi xuống các hầm và xa lộ, nghiến nát xe cộ và khiến một số người thiệt mạng những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video sau cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại